Ngày 10 tháng 10, liên quan vụ người Mẫu Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn thả hai tay, nằm trên yên xe rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội, công an đã mời các cá nhân, tổ chức liên quan đến làm việc, lấy lời khai. Trong số này, có các cá nhân được cho là người đã giao mô tô phân khối lớn cho người Mẫu Ngọc Trinh lái, người dạy người Mẫu Ngọc Trinh thực hiện các tư thế lái xe thả hai tay, nằm trên yên xe. Đồng thời công an cũng làm việc với người đại diện các tổ chức hãng mô tô để làm rõ về việc có hợp đồng với người mẫu ngọc trinh trong việc quay các clip lái xe mô tô để quảng cáo hay không nếu có sẽ xử lý nghiêm qua làm việc người mẫu ngọc trinh đã thừa nhận hành vi vi phạm công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định